Con này là của Thụy Sĩ nha anh em. Con này đà bóng đèn nè. Con này là còn hát nha. Đó, con này là còn hát nè. Bóng nó nè. Con này đã tết rồi nha anh em. Nói chung mà ruột nó rồi là còn mới tinh này nha. Nó đẹp gặp anh em. Này lo rồi anh em tháo. Con này Switzerland nè. Con này là 2 triệu nha anh em. Xa nha. Con này là hát nha, chứ không phải là bắn mù nha. Thiếu mất cái nấm vàng chỗ đây. Nấm đây nấm volume rồi. Đây cái hiệu nó đây. Đây nó quay lại cho anh em chụp cái số model của nó nè. Không cái hiệu gì Baseline gì đó nè. Hiệu là lạ nha. Hiệu là mình cũng ít gặp rồi. Con này là hàng Đức gì à, nhưng mà nó là của Thụy Sĩ sản xuất. Đó cho anh em coi ruột luôn nè. Thấy chưa? Cái đồ xưa làm này. Cái lò của nó cũng đóng cái dấu cái hiệu này luôn này nha. Đó cái lò đấy. Đó cái lò này đó. Con này chắc cũng có linh kiện của Đức này nè. Telefuke nè, AGE nè. Tại mình bán đài bóng đèn cũng nhiều nha mình biết. Đó sơ đồ bóng này. Đó, coi chưa?